Rồi, và ngày hôm nay thì chúng ta sẽ có một hành trình không chỉ thú vị mà còn là cơ hội để cho chúng ta có thể khám phá siêu phẩm công nghệ mới nhất đến từ nhà Vivo. Vivo V40 5G đồng chế tác cùng với Zai, thay đổi cuộc chơi nhiếp ảnh di động, cải tiến về khả năng phun sáng và còn đảm bảo tạo ra những bức ảnh trơn dung rất là sắc nét nhờ trang bị hệ thống camera trong Zai và dễ dàng ghi lại mọi chi tiết và tạo nên những bức chân dung đẳng cấp chuyên nghiệp ở bất kỳ đâu ạ. Và ngoài hệ thống camera đẳng cấp thì hãy cùng Ngọc Thảo điểm qua những điểm nổi bật không kém phần thú vị của siêu phẩm lần này nha. Là Vivo V40 5G thiết kế mỏng nhẹ, tinh tế và đậm chất thẩm mỹ Á Đông với phiên bản màu sắc rất là độc đáo, mai anh đào ấm áp rực rỡ, bạc huyền vũ, thanh lịch và bí ẩn ạ. Và chân dung đa tiêu cự dài độc quyền với giải tiêu cự vàng từ 24mm đến 55mm mang đến hiệu ứng mờ hậu cảnh đậm chất nghệ thuật và video chân dung điện ảnh dài cho mọi thước phim đều chi tiết và sống động. Chào mọi người. Vâng, và hãy cùng chúc quyền cho mọi người selfie với em nha. Cho các chị điện thoại Vivo V40 5G. Họ xin được nhắc lại là chúng ta sẽ có 3 bức ảnh. Không sao mọi người, chúng ta vẫn còn 2 cái màn hình LED nữa nha mọi người ơi, đừng lo lắng ạ. Một tấm cá nhân anh và 2 tấm chung đấy. Anh sẽ đau và nghệ thuật chân dung đẳng cấp dài nha mọi người ơi. Bên tay trái chuẩn bị có một màn hình nữa mọi người. Và mọi người ơi, chúng ta sẽ nhìn bên phía tay trái, chúng ta sắp tới thêm một màn hình LED của Vivo nữa nha mọi người. Mà cái clip Vivo chiếu hình của anh ơi, ok cho anh gửi hình cho em bây giờ. Hôm cùng với Vivo V40 5G rất là xinh luôn ạ. Vâng, đó là những chiếc cạc bo gốc của
anh Quang hùng mất cho đi nè. Vậy là hành trình bus tour đặc biệt của chúng ta với siêu phẩm Vivo về 40 năm rồi đang dần đi đến trạm cuối rồi ạ. Thú vị và trải nghiệm được những tính năng đỉnh cao của Vivo V40 5G. Và thay mặt cho Vivo, Ngọc Thảo xin được gửi lời cảm ơn chân thành nhất đến tất cả các anh chị và các bạn đã tham gia hành trình này, và chúc cho các anh chị sẽ có một buổi chiều thật là vui vẻ và hẹn gặp lại ở những sự kiện tiếp theo của Vivo ạ. Okay, tiếp theo.